Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình lại đi cái đám hành ngày hôm qua mình mới nhổ xong á mọi người. Thì mình đi ra đây mình sẽ hốt hành mình sẽ vào bọc bao nha mọi người. Hành ở phía sau mình nè mọi người. Mình mới nhổ ngày hôm qua. Nay có gì tư mình đi hốt nữa nha mọi người. Xin chào mọi người. Có ai đăng ký đi hốt hành không? Nhìn trên cánh đồng đây đẹp không mọi người? Trên cánh đồng đây rất là đẹp không? Cây nè, thanh long nè, hành nè, nhổ sắp lớp đẹp không? Mọi người xem nhổ ủng hộ cho luôn lên thang nha. Hành mình để hàng hàng gì nè, mình chuẩn bị mình hốt mấy cái miếng hành này nha mọi người. Thì mọi người mà xem video cảm thấy yêu mến mình thì ủng hộ cho hai dì cháu mình một like, đăng ký kênh nha, để có động lực làm những video mới tiếp theo cho mọi người cùng xem nha mọi người. Thì giờ mình tiến hành đi hốt hành và dò bãi bầu để chuyển giao Phan Giang nha mọi người. Hành nhổ để rất là đẹp, mọi người thấy không mọi người?
anh em mình sẽ rũ đất nha mọi người. Rũ đất mà mình sẽ hốt vô vỗ mình để đổ vô một bao nha mọi người. Thúi nhiều lắm mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Thì buổi sáng nay là mình đã làm công việc dầu hành nha. Xong rồi nha mọi người. Em hành này nè, là ngày hôm qua mình đã nhổ rồi, xong rồi mình phơi phơi nắng cho nó ráo mọi người. Thì hôm nay mình đi dầu cũng đã xong rồi nha mọi người. Hành này thì hôm qua mình nhổ thì nó hơi nhiều lắm mọi người, mình lựa ra mình bỏ phía ngoài á. Chắc là nhiều luôn mọi người. Thì tại vì á mấy bữa giờ là ở mình á, khu vực mình nó mưa liên tục luôn, nên hành ai cũng bị hư hết mọi người. Bám hành nào cũng bị hư hư như rất là nhiều luôn, nên người dân nông dân ở mình á làm hành tháng này nè bị lỗ vốn nhiều lắm mọi người. Thì những bao hành mình đã hốt xong rồi mọi người, bao hành những bao hành màu xanh này nè, mấy miếng này luôn rất mà tổng cộng được có mấy chục bao mọi người, thì bị lỗ mọi người. Thì mọi người xem video của mình, cảm thấy yêu mến mình thì cho mình xin một like, được đăng ký kênh để có động lực mình làm những video về nhà nông cho mọi người cùng xem nha. Như thế như là làm hành đó mọi người. Nếu mà mình biết thêm chi tiết về giá cả nữa thì mình sẽ thông tin lên cho các bạn, cho mọi người cùng xem luôn nha. Thì mình cũng xin chúc mọi người có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu xem hết clip của mình. Thì mình xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Bye bye mọi người.